Chào bạn lên kênh cây trồng TV nha. Hôm nay thì mình có ra video trồng dưa leo. Thì dưa mình trồng được 12 ngày à. Bữa nay là bữa 12, mình bỏ hột bữa 30. 30 Tết á. Thì dưa này thì giống 89. Mùa này thì mình trồng rơm nó mát, thì mình lấp phủ mà phủ hai bên má gì đó cho nó cỏ nó không lên. Thì 12 ngày bắt đầu mình tưới thuốc và phân. Phân thì mình đã tưới cỡ 7-8 ngày, mình đã tưới nhẹ một cữ rồi. Cỡ này mình tiếp tục mình cộng DP, ký DP với hơn một lít đạm cá. Thì đây là đạm cá mình mới vừa đặt gì nè, thùng này là một chục chục lít chục ký đó, là 650. 650 mình bao xíu luôn. Thì mình tưới này mình cộng với, nếu mình có cơm cát thì mình cộng thêm một công tầm khoảng 3 đến 4 thẻ cơm cát nữa, cộng vô mình tưới lúc nhỏ này. Thì cứ việc 4 đến 5 ngày, 3 4 ngày 5 ngày mình tưới một lần thì mình sẽ tăng liều lên. Tăng liều tầm khoảng một đợt như là 200 c. C và mình tưới cho 200 đến 400 lít nước là hợp lý nhất. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.